Chào anh em mình nha. Trước mắt anh em mình là dòng xe Ford Laser của Mỹ 2.3 đăng kiểm dài, đăng kiểm tới cuối năm. ABS túi khí bản đủ máy 1.8. Dòng này có bản thiếu và bản đủ nha. Bản đủ sẽ có ABS túi khí và vô lăng 4 chấu. Bản thiếu là vô lăng 3 chấu ha. Mâm đúc thắng đĩa là ABS túi khí đăng kiểm tới 9/2024. Sơ xi cũng rất là mới, rất là đẹp, liền xe máy số gầm ngon anh chị nha. Mà giá tiền để anh em mình đúng 100 triệu nha. 100 triệu là anh em mình đã có Laser đèn ống chạy rồi. Đó, form mới rồi. Rất là đẹp. Hai dàn lạnh luôn anh em nha. Đó. Màn hình vô lăng, lóc cửa từ xa đầy đủ, dàn ghế rất là sáng xe. Túp lô túp ly rất là đẹp anh chị nha. Anh chị về sẵn đi Tết nha. Bao xài bao chạy anh chị nha. 100 triệu bao dùng. Đó, giá cực kỳ rẻ. Anh em nào đam mê những dòng ô tô mà giá tiền rẻ thì đây là một sự lựa chọn hợp lý và chạy rất là bền bỉ. Bảo hành máy móc 3 tháng cho anh em mình chạy an tâm. Bao xài bao chạy, bao chán bao quay đầu. Có xem là có bớt và có chạy thử cũng có bớt cho anh em mình luôn. Anh em quan tâm thiện chí liên hệ cho em qua số 0866 678 9711, 0834 333 371. Anh em nào chưa đăng ký kênh bấm nút đăng ký để cập nhật nhiều video hơn từ Bình Thành Bình Tre nha. Em cảm ơn anh em mình nhiều ạ.